Đẹp quá, chị thấy đẹp quá. Ừ. Chị lại ăn thử đây. Các bạn thấy nước không? Mặc dù là mình không có bỏ nước nhưng mà trong đây có nước. Màu đúng không? Đẹp quá, màu cũng đẹp nữa. Chắp chắp cùng Uzi. Xin chào các bạn, mình là Uzi. Các bạn biết không, các bạn nói là chỉ mình hướng dẫn làm kim chi đi. Kim chi, kim chi, kim chi, kim chi, kim chi. Xin mời, hôm nay Uzi sẽ chỉ cho các bạn đó là kim chi với một người nữa, đó là chị Vani. Hello, xin chào tất cả các em. Cảm ơn Uzi đã đưa chị tới đây. Chị cũng cần học món kim chi tại vì chị rất là thích ăn đồ ăn Hàn Quốc. Ok, nguyên liệu thì như thế này. Đây là củ cải trắng, đây là bắp cải, đây là hành tây và hành lá. Dễ nhỉ. Đầu tiên là mình phải cắt bắp cải các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đi rửa nha. Đây rồi, xong rồi. Giỏi quá vậy. Chị để đây nè. Và bên kia có muối. Đầu tiên là mình sẽ cầm cái này, sau đó cắt muối. Sau đó ra. Ngồi đó muối. Chị bán đi xong rồi nè. Chị cũng xong rồi nè. Cái kim chi thì muốn ăn nhanh đúng không? Đúng cho rồi. Cho nên là hôm nay cũng chỉ để đến 1 tiếng cho đến 2 tiếng thôi. Xong rồi mình sẽ lấy ra. Bây giờ mình sẽ lấy củ cải trắng, mình sẽ bào vào các bạn. Đó. À. Ra rất là mỏng. Đúng rồi. Bình bình bình. Chỉ chỉ làm bố thì cái rừng cho nó hề. Có người đám chỉ mô ta cái hề. Nên chỉ tên là phù mỹ cho tên là ca sĩ. Ý đồ mô được trả sinh cái mình phương mà nè. Trời ơi, thích quá. Bây giờ mình sẽ cắt hành lá nha. Đúng rồi, lắc. Đúng rồi. Ok, thì nguyên liệu như đây là mình sẽ làm kim chi. Rồi lại có gừng, có gừng và tỏi bằng các bạn. Đây, đây, đây. Đường là 2 muỗng lớn. Hết luôn. Ê, cái này là bột ngọt. Bột ngọt, bỏ chút xíu thôi các bạn. Sau đó là bỏ ớt. Ôi. Cái này bỏ nhiều nha các bạn. Bây giờ mình sẽ lấy bao tay rồi mình sẽ xào thử. Cay thiệt á, chị phải nhắm mắt lại á. Đẹp quá, chị thấy đẹp quá. Chị lại ăn thử đây. Các bạn thấy nước không? Mặc dù là mình không có bỏ nước nhưng mà trong đây có nước. Ngon đúng không? Ok, sau khi 1-2 tiếng các bạn. Nó mềm rồi, các bạn xem này. Đó, nó có thể S-line các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ bỏ cái này, xong rồi mình sẽ rửa lại cho nó sạch sẽ ơi là sạch sẽ. Chúng ta bây giờ làm thôi các bạn. Bây giờ Uzi sẽ làm thì chị Vani cứ bắt chước em nhá. Vô xong rồi. Cái này nè. Không chỉ lấy cái củ cải trắng mà là hành lá rồi. Hành tây đúng không? Đúng rồi. Nè nó thấm vào rồi nè, đúng không? Au! Trời ơi Uzi! Nhìn vô camera nói với mấy bạn okay. Đi. Ok, Uzi sẽ đèn cho chị Vani áo đẹp. Đó là áo mango, được chưa? Ok, chịu. Thật ra áo này chị mua ở chợ, nhưng mà bây giờ đền áo mango, đảo quá. Ok. Cảm ơn em. Biết tại sao là em mua áo mango cho chị không? Chị cũng đang thắc mắc, không biết là sao em tốt với chị vậy á. Bởi vì mango đồ rất là mắc đúng không? Nhưng mà Uzi biết Pico đi, cho nên là Uzi được biết là giảm giá cái áo mango. Cho nên là Pico em đi là gì á? Pico đi là trang web và có thể xem được những cái các hàng đang giảm giá. Ok. Ủa nhưng mà bây giờ mình có xem liền được không? Ok, bây giờ xem cho chị nè. Xem cho chị, thôi mà chị được chọn áo nè. Chọn đi. Ok. Let's go. Đây là Pico đi hả? Nè, xem nè, chọn Pico đi. Tuần lễ khuyến mãi. Em ghé lên đi, nhưng ở trên có Lazada nhiều quá nè, B&G nữa kìa. B&G trời 40%. Cái này giảm như thế 50%. Trời ơi, tại là số lớn mà không phải là 10%. 50, 40. Em đang coi vậy Uzi. Oh my god, giống mua. Zalo là em thích, Zalo lắm. Ông có Insta nữa. Chứ sợ là máy bay luôn. Bây giờ ở đây có tắt luôn, tắt 50.
Dạ nước hoa, wow sao nước hoa mà chưa bao em đi mua nước hoa mà chưa bao thấy giảm 50%. Mà ở đây người ta cho xem là 50%. Wow. Chị 300 nghìn. Hả sao vậy? Đồ ăn chạy nhanh lên. Ok 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 ok. Mango kìa, em đi xuống đây nè. Oh, mango. Đó, đúng rồi. 50% là phải là mango lỗ không vậy? Em kể em đi ngồi đi về tới chị luôn. Ủa bây giờ sao em mã kia? Đúng rồi, bây giờ mình sẽ chép mã giảm giá. Xong chép, chép rồi đó. Đi đến A rồi thì em đã ghi thanh toán. Đến A đây rồi thì mình sẽ được thanh toán. Ôi em ơi, mango này kéo xuống thì chọn một cái áo đẹp coi. Ủa cái quần trời, cái này quần đẹp nè. Cái nào? Ôi em ơi, áo cam kìa. Áo cam hả? Ở đây có thử đồ này. Oh. Thôi chị biết được rồi, chị sẽ lấy cái áo cam đó mua chị ơi. Ừ. Thì sang cái trang web kia là trang web gì? Này, hay giờ cái trang web mà em lấy cái mã đó. À cái này là Picody. À Picody. Đúng rồi, Picody chính xác. Thông tin rõ luôn á. Tín rất là hay ha. Đúng rồi. Thông tin rất rõ luôn. Nãy copy rồi. Cũng rất nhanh luôn, email và số điện thoại. Rồi. Rồi thông tin người mua hàng giống như trên, đúng rồi. Đúng rồi chính xác. Mình kiểm tra. Số mày ở đây có nhập mã giảm giá. Em copy pass vô. Rồi có cho pass vô. Xin mời yêu cầu hóa đơn cho thằng này, đúng rồi, mình cần hóa đơn. Ôi không cần. Ok, áp dụng. Được chưa? Yeah, giảm giá được rồi. Trời ơi, rất nhanh luôn, giảm giá 2 lần đúng không ta? Đúng rồi, là đã giảm 23% rồi, xong bây giờ em nhập cái mã đó là giảm thêm nữa. Yeah, thanh toán xong rồi. Yeah, cảm ơn Pussy, đúng rồi, chị phải cảm ơn em là biết được cái website đó là Picody Việt Nam. Picody hay quá hả? Pussy, chị cảm ơn em đã đưa chị đến đây để mà chỉ là món kiếm chi này để chị trở thành một người phụ nữ đảm đang, sau đó còn giới thiệu chị một trang web giảm giá nữa. Trời ơi em quá vui rồi, chị còn được cái áo mới nữa, em quá vui rồi. Ok. Hãy thử làm cái này nha, và các bạn nhớ subscribe và các bạn nhớ bấm like nhiều Lucy nha. Bye bye mọi người, bye bye, cảm ơn Lucy lần nữa. Ok cảm ơn mọi người, áo đẹp chị thích.